OK, vậy chúng ta sẽ tiếp tục đến với các bài luyện tập tiếp theo, bài demo tiếp theo cho uh, phần Sentence Completion của chúng ta ngày hôm nay. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái đoạn văn dài hơn cái đoạn văn lúc trước một chút. Uh, thật ra là nó là một bài văn và chúng ta sẽ có tất cả là bốn đoạn văn như các bạn có thể thấy ở trên màn hình của chúng ta ngày hôm nay. Và cái tiêu đề của cái đoạn văn của chúng ta đó là Life on Earth, cuộc sống ở trên trái đất. Life on Earth, cuộc sống ở trên trái đất nha. Right, và ở đây chúng ta sẽ có tất cả là bốn câu hỏi sentence completion từ câu 1 tới câu 4, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Và ở đây chúng ta sẽ đọc sơ qua về cái yêu cầu của đề bài nhé. No more than three words, không nhiều hơn 3 từ, và, hoặc là một con số, từ cái reading passage, from reading passage, for each answer. Thì các bạn cần phải chú ý đó là uh, chúng ta cần phải... Um, người ta yêu cầu chúng ta lấy từ cái đoạn văn ra nhé các bạn đừng tự nghĩ ra đáp án hoặc là các bạn đừng có cách tìm cái cách biến đổi cái từ ở trong đoạn văn à, đáp án nó luôn, luôn có sẵn ở trong đoạn văn rồi cứ nhìn thấy ở trong đoạn văn nó ghi như thế nào thì bưng ra về cái bước nào ở cái bước nào đấy mà các bạn nghĩ là các bạn cần phải change các bạn cần phải thay đổi cái đáp án mà người ta đã ra ở trong cái phần reading passage thì nguy cơ cao là các bạn đang tìm sai đáp án đó đó là một cái tips để chúng ta có thể làm bài cái dạng này và đối với các dạng khác ngay cả trong IELTS nói chung luôn được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có một số những cái từ khóa và chúng ta cần phải tiến hành đọc để hiểu những cái câu này trước đã nhá. Ok. À, thế giới này đã phát triển và thay đổi bởi cái gì đấy? À, trong vòng trên 3,8 tỷ năm được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có the word là Chúng ta sẽ có develop and change là động từ này đúng không? Chúng ta đã có by, by có gì đấy. Vậy ở đây chúng ta cần phải tìm một danh từ này bởi cái gì đấy mà over three uh, uh, point billion years uh, trên 3 tỷ năm và các bạn nhìn được cái từ cái từ khóa cái dạng có con số như thế này hoặc là những cái danh từ riêng ấy thì các bạn cứ mạnh dạn mà gạch chân hoặc là nhớ nó uh, bản thân mình đi thi thì mình nhìn thấy những từ khóa này thì mình cũng sắp chết luôn tại vì sao tại vì uh, thật ra đối với cái việc như TIL reading thời gian như mình đã nói nó rất là gấp gáp à, cái việc tìm từ khóa ở trong bài đọc nó còn phải diễn ra rất là nhanh à, cho nên là khi tìm được những cái từ khóa này chúng ta cần chúng ta nên vui mừng tại vì nó sẽ giúp chúng ta tìm được cái vị trí thông tin cần đọc ở trong bài đọc cực kỳ nhanh được chưa ok thế thì chúng ta sẽ quay lại trở lại bài đọc này À, chúng ta đã hiểu nghĩa của câu này, à, chúng ta đã gạch chân được từ khóa, chúng ta đã có cái à, thông tin về số lượng từ cần đi tìm. Chúng ta quay trở lại bài đọc và xem xem là cái thông tin này nó nằm ở đâu. Thì các bạn có thể thấy là à, ngay câu đầu tiên chúng ta đập vào mắt chúng ta luôn là chúng ta sẽ có around 3.8 billion years ago, à khoảng 3,8 tỷ năm trước. Mạnh dạn chúng ta gạch chân cái từ khóa này, được chưa? Đó. À, và chúng ta có life On Earth, Earth ở đây nó như là trái đất và các bạn biết trái đất nó chính là uh, paraphrase của từ gì không? Trái đất nó chính là paraphrase của từ the world thế giới mà đúng không? Đó. Vậy rõ ràng là cái thông tin, uh, cái từ khóa the world ở trong cái câu hỏi của chúng ta này the world nó chính là cái từ Earth này. Vậy rõ ràng chúng ta có hai từ khóa rồi và các bạn đọc thêm một đoạn nữa thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có cái từ evolved, evolved được chưa? Uh, evolve, uh, diversify, diversify, Diverse, uh, diversify nó có nghĩa là làm đa dạng hóa, evolve có nghĩa là tiến hóa, vậy evolve uh, and diversifies uh, tiến hóa và đa dạng hóa nó đồng nghĩa với cụm gì? Develop and change tiến hóa nó có nghĩa là phát triển, được chưa? Và change này nó nó có nghĩa đồng nghĩa với cái diversify đa dạng hóa có nghĩa là thay đổi số lượng thay đổi số lượng và thay đổi chất lượng nó đồng nghĩa với change vậy rõ ràng là chúng ta đã có tất cả những từ khóa chúng ta cần tìm ở trong cái câu đầu tiên của chúng ta luôn được chưa vậy chúng ta, điều tiếp theo chúng ta cần làm đó là chúng ta cần phải đọc kỹ cái câu này để tìm ra cái gì nó đã làm cho thế giới phát triển và thay đổi trong vòng 3,8 tỷ năm được chưa vậy ở đây mình đọc này à, cuộc sống ở trên sự sống ở trên trái đất đã à, bắt đầu khoảng 3,8 tỷ năm trước và đã phát triển và đã tiến triển cũng như là đã được đa dạng hóa through the process thông qua cái quá trình của natural selection thông qua cái quá trình của chọn lọc tự nhiên vậy rõ ràng ở đây chúng ta đang cần tìm một cái thứ gì đấy mà thông qua nó thế giới mà mà bởi nó và thông qua nó thế giới đã được phát triển và thay đổi trong vòng 3,8 tỷ năm và ở đây chúng ta có cái thông tin đó là thế giới cuộc sống ở trên trái đất À, trên thế giới, nó đã bắt đầu thay đổi và tiến hóa từ 3,8 tỷ năm trước thông qua cái quá trình của Natural Selection, chọn lọc tự nhiên. Vậy rõ ràng ở đây, cái đáp án chính xác của chúng ta chính là Natural Selection, được chưa? Ở đây mình sẽ gọi là Natural Selection. Selection. Đó. Vậy chúng ta ở đây chúng ta chỉ có cái từ này chúng ta có hai từ tất cả và ở đây người ta yêu cầu chúng ta điền không được quá ba từ. Để rõ ràng là cái uh, cái cụm natural selection này nó vẫn thỏa mãn được cái yêu cầu đề bài của chúng ta và đồng thời các bạn có thể thấy là chúng ta cần phải tìm một cái danh từ và ở đây trong cái cụm natural selection, selection nó là danh từ chính, natural nó chỉ là từ bổ nghĩa cho selection. Vậy chung quy lại cái cụm natural selection này nó vẫn là một danh từ đúng không? Nó vẫn là một danh từ vậy rõ ràng là nó đáp nó nó đáp ứng được tất cả những cái yếu tố mà chúng ta cần cho cái cái câu trả lời của cái câu hỏi này vậy đáp án chính xác của chúng ta đợi cho câu hỏi đầu tiên chính là đáp án natural selection. Ok câu thứ hai của chúng ta này, uh, the past history of the species that used to exist on earth can be found through the record cái quá khứ, cái lịch sử quá khứ của cái loài đã mà đã từng tồn tại ở trên trái đất này thì có được, có thể được tìm thông qua một cái gì đấy, một cái, uh, một cái bản ghi gì đấy. Vậy chúng ta ở đây chúng ta có past history nó là một danh từ này, the CPCs, danh từ này, uh, is this on earth used to exist on earth nó là một cụ động từ này, earth, uh, nói chung nó là một cụ đúng không? Nó bao gồm cả động từ và và danh từ. Uh, can be found through cái gì đấy record record đây là chính là bản ghi được chưa vậy rõ là chúng ta sẽ có những cái từ khóa như thế này và chúng ta sẽ căn cứ vào cái từ khóa như thế này để chúng ta tìm cái câu mà nó chứa cái thông tin chúng ta cần đọc ok ở đây chúng ta có past history of the species nè uh, found through can be found through used to exist on earth thì ở đây ngay cái đoạn thứ hai chúng ta says, life can be found then được chưa? Là can be found then. Um, about thing không có các từ khóa tiếp theo. Các bạn đọc tới câu đoạn thứ ba thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có cái từ record được chưa? Chúng ta có từ record nào. Uh, chúng ta có từ species, many more species này. alive today, um, light today, looking back through time, looking back through time, looking back through time thì nó có nghĩa là gì nhỉ? Can be found through đúng không? Có thể được tìm qua, tìm qua, thông qua cái gì đấy? Found ở đây nó cũng đồng nghĩa với tìm gì, với từ gì nhỉ? Looking back, quay trở về, đúng không? Quay trở về để tìm, à, quay trở về, quay ngược lại thời gian, nó đồng nghĩa với lại can be through, can be through the past history. Ở đây chúng ta chưa có cái từ the past history. Tuy nhiên là các bạn có thể thấy là the past history có nghĩa là cái À, lịch sử về quá khứ Có nghĩa là lịch sử về các loài đúng không Thì nó đồng nghĩa với cái việc chúng ta cần phải quay ngược lại thời gian Looking back through time để rõ ràng là cái đoạn này Nó chứa một số những cái từ khóa Mà chúng ta cần tìm rồi đúng không Vậy chúng ta có thể đọc cái đoạn, kỹ cái đoạn này Chứ không phải là đoạn trên này để tìm ra được câu trả lời Cho câu hỏi của chúng ta bởi vì các bạn có thể thấy như mình đã nói lúc đầu thật ra chúng ta không cần phải tìm hết tất cả từ khóa. Chúng ta không cần phải có tất cả từ khóa phải xuất hiện ở trong cái bài đọc tại vì có thể là người ta cắt bớt, người ta thêm thắt một cái chút gì đấy người ta làm cho chúng ta khó khăn hơn trong cái việc quá trong cái việc chúng ta phân tích cái dữ liệu của chúng ta. Vậy cho nên là chúng ta cứ phiến phiến thôi. Ví dụ có bốn từ khóa thì chúng ta chỉ cần tìm hai đến 3 từ là các bạn có thể À, thì mình nghĩ là các bạn có thể hoàn toàn kết luận được cái đoạn nào nó chứa cái câu trả lời của chúng ta. Thì ở đây chúng ta có một số từ khóa như looking back through time, record, many more species than are, than are alive today nè. Cái cụ many more species than are alive today nè. Thì nó đồng nghĩa với là có rất nhiều những cái những cái loài hơn là những loài còn sống thời điểm này có nghĩa là có những rất nhiều những cái loài từ ngày xưa nó đã tồn tại và bây giờ nó không tồn tại nữa có nghĩa là cái số lượng cái loài bây giờ nó ít hơn cái số lượng loài tồn tại từ ngày xưa vậy rõ ràng cái cụm cái cụm từ many more species than are alive today nó đồng nghĩa với cái cụm gì nhỉ nó đồng nghĩa với cụm uh, species that used exist on earth những cái loài đã từng tồn tại ở trên trái đất vậy rõ ràng là mình có thể kết luận là cái cái câu này chính là cái câu mà chúng ta cần cần phải đọc vậy ở đây chúng ta sẽ có này uh, nhìn về uh, nhìn lần về quá khứ này lần về quá khứ này thì uh, thông qua thông qua cái phương thức của những cái uh, bản ghi liên quan đến fossil và phylogenetic we can see that, chúng ta có thể nhìn thấy rằng vì ở trái đất có đã là nhà của rất nhiều những cái loài hơn những cái loài còn sống vào ngày hôm nay được chưa có nghĩa là trái đất đã từng là nhà của rất nhiều những cái loài và những cái loài đấy nó không còn tồn tại ở ngày hôm nay nữa những cái loài mà tồn tại ngày hôm nay chỉ là số ít mà thôi và làm sao chúng ta có thể nhìn được điều đấy chúng ta nhìn được cái điều đấy thông qua cái việc đó là chúng ta nhìn về những cái fossil and phylogenetic record chúng ta nhìn vào những cái bản ghi và những cái bản ghi nào những cái bản ghi nó liên quan tới fossil and phylogenetic vậy cái đáp án chính xác của chúng ta ở đây chính là cái đáp án fossil and phylogenetic ở đây được chưa vậy chúng ta có thể copy luôn cái cụm này làm cái đáp án của chúng ta đó Phylos and phylogenetic được chưa? Cái cụm này nó bổ nghĩa cho cái từ record này. À, lúc nãy mình quên xác định cái từ tìm cái từ mà chúng ta cần tìm. Tại vì bản thân mình là mình làm nhiều rồi cho nên là mình có thể bỏ luôn qua các bước đấy. Còn nếu các bạn thích thì các bạn có thể include luôn cũng được. Là cái ở cái bước này là chúng ta cần phải tìm một tính từ này, được chưa? Đó tính từ bởi vì record nó là danh từ mà tính từ thì bổ nghĩa cho danh từ được chưa? Đấy, đấy là lý do vì sao các bạn cần phải nắm vững ngữ pháp khi mà chúng ta đi thi IELTS. Tại vì các bạn uh, không nắm vững ngữ pháp thì các bạn không xác định được loại từ chúng ta cần điền nó gây khó khăn cho cái việc chúng ta uh, chúng ta tìm cái đáp án. Vậy chung quy lại các bạn có thể thấy thật ra bài bài thi IELTS reading nó đơn thuần nó chỉ là một bài kiểm tra về từ vựng và ngữ pháp và cái phương pháp làm bài của chúng ta nó không có gì cao siêu hết. Chúng ta càng nắm vững thì chúng ta có cái nguy cơ là chúng ta sẽ càng làm được điểm cao hơn, được chưa? À, cho nên là hãy cố gắng nắm vững ngữ pháp và, và xây dựng cho mình cái vốn từ vựng càng nhiều càng tốt. Alright, tiếp theo, à, tiếp theo chúng ta có cái gì nào? À, chúng ta có the coming and going of specific groups and species. À, chúng ta có cái sự đến và đi của những cái loài và những cái những cái nhóm cụ thể này. Illustrate có thể cho chúng ta thấy rằng Cho chúng ta thấy rằng uh, Cái từ illustrate này nó đồng nghĩa với từ show nha Nó đồng nghĩa với từ show Có nghĩa là show ra Cho chúng ta thấy rằng uh, Lies is forever Sự sống thì mãi mãi như thế nào đấy Lies is forever như thế nào đấy Thì forever nó là một trạng từ đúng không Vậy chúng ta có is Nó là động từ to be Vậy rõ ràng chúng ta cần phải tìm một tính từ để đi vào đây Được chưa Chúng ta cần phải tìm một tính từ cho câu số 3 này. Vậy chúng ta cần phải tìm cái việc đó là cái sự đến và đi của những cái loài và những cái group này. Nó cho chúng ta thấy uh, rằng sự sống ở trên trái đất thì như thế nào? Mãi mãi. Được chưa? Vậy chúng ta quay ngược lại bài đọc của chúng ta để tìm câu trả lời nhé. Thì các bạn có thể thấy là chúng ta có cái gì đầu tiên nhỉ? Chúng ta có cái gì đầu tiên nhỉ? Chúng ta có the coming and going of specific groups and species. Sự đến và đi của những cái nhóm và những cái loài này. Thì ở đây, các bạn nhìn thấy ngay ở đây luôn. Chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có different groups ở đây nè. Và chúng ta đọc tiếp là chúng ta sẽ thấy cái waxing and warning over time. Waxing and warning, các bạn có đoán được nghĩa của nó là gì không? Thì chúng ta có cái tục Waxing and Warning này nó có nghĩa là gia tăng và giảm xuống. Vậy gia tăng nó đồng nghĩa với cái việc các loài nó đến, thì cái số lượng nó gia tăng. Và cái việc các loài nó đi, thì nó đồng nghĩa với cái việc đó là số lượng các loài nó giảm xuống. Vậy ở đây chúng ta có Different Groups Waxing and Warning Over Time. Cái cục này này, Over Time này, nó đồng nghĩa với cái cụm The Coming and Going of Specific Groups and Species. Đúng không? Đúng rồi à, Chúng ta không cần phải cố gắng là tìm nó Nó phải chính xác 100% là phải có groups, phải có species Mà chúng ta chỉ cần có group là chúng ta có thể xác định được Đây chính là cái từ khóa rồi Bởi vì sao? Bởi vì người ta sẽ paraphrase Người ta sẽ biến đổi các từ Cho nên là các thông tin nó không cần phải chính xác 100% Nó có thông tin có nghĩa là chúng ta có thể xác định được nó là từ khóa rồi Được chưa? À, tiếp theo chúng ta có gì nhỉ? chúng ta có illustrate, chúng ta có illustrate thì chúng, như mình đã nói illustrate nó đồng nghĩa với từ show đúng không? thì ở đây chúng ta có show that chúng ta đồng nghĩa với illustrate và, chúng... và ở đây chúng ta có life is forever vậy ở đây chúng ta có life is nè được chưa? vậy rõ ràng là cái thông tin mà chúng ta cần đọc nó nằm ở cái câu từ taking nè nó nằm ở cái đoạn từ taking nè cho tới cái over time này vậy chúng ta cần phải đọc xem cái thông tin mà chúng ta cần đọc là gì chúng ta cần tìm là gì nhá um, thì ở đây chúng ta có checking a historical perspective uh, cái góc nhìn từ phía lịch sử này cái góc nhìn từ phía lịch sử nó đã cho thấy rằng life cuộc sống sự sống này thì nó constantly evolving, nó uh, tiếp tục tiến hóa một cách uh, một cách bền vững à, với cái sự thành công và cái sự à, lấn át cũng như là cái sự thống trị của tất cả những cái à, cái cái những cái nhóm khác nhau có sự gia tăng về số lượng lên cao và xuống thấp à, thông qua thời gian. Vậy rõ ràng các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có thể thấy này, cái việc chúng ta nhìn từ cái góc độ lịch sử nó đã cho chúng ta thấy rằng cuộc sống này, à, sự sống này thì nó involve in, nó phát triển này nó tiến hóa một cách constantly. Nếu mà các bạn tra từ điển ấy thì các bạn sẽ thấy là cái từ constantly này được chưa? Constantly này nó đồng nghĩa với cụ all the time, all the time, tất cả thời gian lúc nào cũng vậy, được chưa? Và cái từ all the time này thì trong trường hợp này nó đồng nghĩa với forever. Forever, được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ có từ forever này nó đồng nghĩa với constantly vậy rõ ràng cái thông điệp của chúng ta ở đây có nghĩa là gì không thông điệp của chúng ta ở đây có nghĩa là cái cái góc nhìn từ phía lịch sử nó đã cho chúng ta thấy rằng um, cuộc sống sự sống thì uh, tiến hóa một cách mãi mãi constantly có nghĩa là mãi mãi trong trường hợp này đúng không vậy cái đáp án chính xác của chúng ta ở đây chính là involving, tiến hóa Được chưa? involve tiến hóa. Ok câu tiếp theo. Câu tiếp theo là without. Without có nghĩa là không có gì đấy, không có cái cái gì đấy, à, nó sẽ là một danh từ tại vì sau without sẽ là một danh từ đúng không? Không có một cái gì đấy thì các hình thức của sự sống này sẽ không thể replicate. Replicate này nó có đồng nghĩa với việc đó là tái hiện, tái hiện lại, dựng lại tái hiện lại dựng lại nhé. Cái nghĩa của từ replicate nó cũng nghĩa là tái hiện lại dựng lại. Ví dụ như nếu mà các bạn là nào làm làm IT support, làm hỗ trợ trong trong lĩnh vực IT thì các bạn sẽ thấy là khi mà khách hàng có những cái vấn đề về Uh, về sản phẩm họ đang dùng thì chúng ta phải replicate những cái vấn đề của họ, chúng ta phải 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 tái dựng được lại cái vấn đề của họ để mà quan sát xem là cái nguyên nhân gốc rễ của cái vấn đề này ở đâu. Thì cái từ replicate này nó cũng nghĩa là tái dựng lại, hiện lại, tái hiện lại, dựng lại, được chưa? Thì ở đây chúng ta có nghĩa là gì? Thiếu một cái gì đấy thì các hình thức khác nhau, các uh, các dạng sự sống khác nhau không thể được, không thể được tái hiện lại, được chưa? Vậy chúng ta cần phải tìm một cái gì đấy mà nhờ nó các dạng sự sống khác nhau được tái hiện được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ có các từ khóa là gì? Chúng ta có without nè, chúng ta có like forms nè, chúng ta có not be able to nè, chúng ta có replicate. Đó, đây là những từ khóa mà chúng ta cần dùng. Uh, thì chúng ta đã đọc từ đoạn 1 đến đoạn 3 đúng không? Còn duy nhất một đoạn thứ tư nữa là chúng ta chưa đọc thì rất có thể là câu trả lời của chúng ta nó sẽ nằm ở trong đoạn thứ tư. Thì các bạn nhìn vào cái câu đầu tiên các bạn sẽ thấy có cái từ living organisms, living organism, những cái cơ quan sống thì nó đồng nghĩa với đồng nghĩa gì nhỉ? Với gì nhỉ? Life forms, được chưa? Life forms. Um, tiếp tục các bạn sẽ thấy tiếp theo chúng ta sẽ có living organism tiếp theo nữa. Nó lặp lại nữa cũng là life form và rất là may mắn chúng ta lại có replicate ở đây. Được chưa? À... Vậy chúng ta kết luận được luôn là Cái câu trả lời của chúng ta đã nằm Từ cái câu này này cho đến đoạn này Các bạn có đoán được ra Cái câu trả lời của chúng ta là gì không Câu trả lời của chúng ta rất là dễ thôi Thì chúng ta cùng đọc nhé Cái sự đa dạng Diversity of life Uh, cái sự đa dạng của sự sống thì là rất là truly amazing thì cực kỳ là tuyệt vời nó cực kỳ đáng ngạc nhiên này. Tuy nhiên tất cả những cái 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 loài 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 vật tất cả các dạng sống nó uh, share uh, nó share certain similarities nó nó có những cái điểm chung và tất cả những cái sự sống này có thể replicate nó có thể tái dựng nhau, nó có thể tái dựng lại, tái dựng nhau, bắt chước nhau và the replicator và molecule molecule nó là là gì nhỉ cái từ molecule này nó là phân tử nhé và cái phân tử nó đóng cái vai trò của cái 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 cái, cái cơ quan cái chất tái dựng là DNA DNA vậy rõ ràng ở đây chúng ta có là tất cả những cái loài life form này nó nó giống nhau nó có những cái điểm giống nhau và nó chỉ có thể replicate, nó có thể tái dựng nhau khi mà chúng nó có cái replicator molecule là DNA, đúng chưa? Vậy cái đáp án chính xác của chúng ta chính là DNA. DNA. Không có DNA thì tất cả những cái loài sự sống của chúng ta nó không thể replicate, nó không thể tái dựng lại, nó không thể tái hiện lại và ở đây người ta nói là tất cả những cái um, những cái sự sống nó nó có thể được tái hiện với cái điều kiện đó là chúng nó có replicator molecule là DNA vậy đáp án của chúng ta là đáp án DNA được chưa Alright uh, vậy chúng ta đã đi qua tất cả đó là 6 câu hỏi cho hai bài luyện tập khác nhau cho phần sentence completion và uh, thông qua những cái câu hỏi này thì uh, mình hy vọng là các bạn đã có một số những cái mường tượng về cái việc đó là uh, chúng ta cần phải xử lý cái dạng sentence completions như thế nào thì đây chính là cái bước mà chúng ta dùng để xử lý tất cả những cái câu hỏi từ câu 1, câu 2 của cái đoạn đầu tiên cho đến là câu 1 đến câu 4 của các đoạn thứ hai. Thì như các bạn có thể thấy là chúng ta đã áp dụng cái phương pháp mà mình đã đưa ra ở trong những cái đoạn đầu của video này để chúng ta có thể làm cái dạng này và mình hy vọng là cái thông tin này nó sẽ giúp hữu ích cho các bạn trong việc các bạn à, uh, làm bài IELTS Reading nói chung và cái dạng Sentence Completion nói riêng. Uh, thì như mình đã chia sẻ lúc đầu trong phần Agenda thì chúng ta sẽ có thêm hai practice nữa là practice 1 and practice 2 là chúng ta sẽ đi giải hai uh, hai reading passage liên quan đến dạng Sentence Completion này và mình sẽ ra video đó cho video cho hai bài practice này uh, um, trong một khoảng thời gian sớm sau khi mà video này được publish vậy à, hy vọng là mình sẽ có thời gian có đủ thời gian và các bạn sẽ không phải chờ quá lâu à, và ơn các bạn theo dõi video ngày hôm nay nếu các bạn có bất kỳ một thắc mắc nào à, cũng như là nếu mà mình có uh, mắc một cái mistake nào ở trong quá trình quay hoặc là thu cái video thì các bạn hãy comment ở dưới cho mình biết để mình có thể giải thích cho các bạn nhé à, chúc các bạn có một uh, ngày vui vẻ và happy studying ielts thanks and bye bye